rằng nó trắng. Ồ, một lá xanh, tưởng rằng nó xanh, nhưng thật sự nó rất xanh. Ồ, cảnh trời đẹp, tưởng rằng nó đẹp, nhưng thật sự nó rất đẹp. Chú! Ủa cháu là ai vậy? Tao kêu chú đó. Chú có phải là nhà văn Lê Thê không? Ủa sao cháu phát hiện ra chú? Trời ơi, nãy giờ con đi qua đi lại đi tới đi lui nghe chú đọc cái bộ câu văn mà nó dài, nó vòng mà nó, con phát hiện ra chú là nhà văn Lê Thê liền. Chú nhà văn chú phải đọc tới đọc luôn cho kỹ, chắc chắn chú mới ghi vô thơ của chú. Vậy hả? Ừ. Vậy chú là nhà văn Lê Thê thiệt hả? Chú nè. Chú ơi, mấy người trong tòa sạn của chú đồn chú nổi tiếng dữ lắm. Ừ, công chúng còn đồn nữa đó. Vậy hả? Ừ. Chú là nhà văn Lê Thê ha. Vậy là chú một người dễ thương nè, dễ gần nè, rất là hòa đồng với mọi người. Và điều đặc biệt là chú rất là khiêm tốn. Cái điều đó chắc đúng luôn. Lão bút kim tốn rồi. Chú ơi, chú là nhà văn Lê Thê, vậy là chú là một người hiền lành nè, nhân hậu nè, luôn luôn giúp đỡ mọi người đúng không? Chú sẵn sàng giúp đỡ nếu điều đó trong khả năng của chú. Chú ơi, vậy là cái điều này trong khả năng của chú, tại chú là nhà văn mà có thể lật đổ trắng thay đen được. Con có hai người bạn, họ tội nghiệp lắm, họ cần sự giúp đỡ của chú. Họ yêu nhau mà không có đến được với nhau, tội lắm chú à. Nhưng mà họ là ai? Romeo Juliet. Romeo Juliet. Dạ. Sao chú hết hồn vậy? Họ nè. Chú đọc đi. Chú đọc. Dạ. Juliet, Juliet. Trời ơi, tại sao nàng chết như vậy? Ôi, tình yêu của ta, nàng không thể nào bỏ ta như vậy được, Juliet. Tại sao nàng lại bỏ ta như vậy chứ hả? Không được, không được. Ta sẽ chết theo nàng. Ta sẽ chết theo nàng cho trọn tình, trọn nghĩa. Đây là thuốc độc. Chắc nàng không thấy, nhưng mà ta thấy. Ta cũng hơi nhợn nhợn. Nhưng mà không sao, để chứng minh tình yêu của ta và nàng, ta quất nó đây à. Thuốc độc mà sao nó ngon như sô-cô-la vậy? Có lẽ là ta yêu nàng quá, nên thuốc độc cũng quá kẹo đường đó mà. Nó đã ngấm lên tới đầu gối rồi, tới bụng rồi, tới tim rồi. Dính bẹ sao vậy hả? Chàng ơi, là sao đang lại nằm đây? Tỉnh lại chàng, sao tay lạnh ngắt vậy? Thiếp đã nói là thiếp giả bộ mà. Chưa chết à? Chưa, uống nước mây ngủ chưa, một đêm mà thôi à. Chưa chết cũng không báo à, tức quá. Trời ơi, sao tay lạnh ngắt vậy nè? Trời, sao run lại bảy này, không có giỡn đâu nha. Thiếp nói rồi, thiếp uống thuốc ngủ thôi, ngủ một hả? Chết rồi, sao người run rẩy tay chân lạnh này? Chàng ơi, chàng đừng chết bỏ thiếp nha, thiếp sẽ hô hấp nhân tạo cho chàng. Lâu lâu mới có cơ hội. Ngọt ngọt thơm thơm, làm như uống siro. Ôi chàng ơi, đúng là chàng già như thuốc nó ngấm lên tay đầu gối phải chắc, lên tới bụng rồi, tới tim rồi. Úi à, chàng ơi, cái thứ ngọt ngọt thơm thơm hồi nãy là thuốc độc thiếp hô hấp nhân tạo cho chàng, có nghĩa là cùng chúng độc. Thiếp đợi. Go, go!
đâu, con không muốn như vậy đâu. Con không thích như vậy đâu, con không muốn. Tại sao vậy trời ơi? Tại sao hai người yêu nhau mà không tới được với nhau? Trời ơi, tôi khóc có giọt nước mắt nào đâu mà nước dữ vậy nè. Mồ hôi của chú ơi. Trời ơi, thấy ghê quá. Chú ơi, con không muốn như vậy. Tại sao lúc hai người họ chết rồi thì hai gia đình mới thuận hòa? Tại sao trễ vậy? Tại sao? Cháu cháu khóc quá vậy, ngoài dòm vô tưởng chú đàn áp cháu, bắt chú tội nghiệp luôn. Nhưng mà con không chịu vậy đâu. Con bình tĩnh rồi đi. Đến đây là một câu chuyện thôi, chứ không phải là chuyện thật ở ngoài đời đâu mà con khóc dữ vậy. Nhưng chú là nhà văn mà. Hồi nãy con đã nói chú là lật thở rắn hay đèn được. Tại sao chú không cho người ta sung sướng họ lấy được nhau? Đừng khóc nữa. Thôi được rồi, để chú kể. Chú kể một câu chuyện khác về mối tình tuyệt đẹp của Romeo và Juliet. Chú kể đi, miễn sao chú lật lại cho họ hạnh phúc và vui vẻ, họ lấy được nhau là cháu vui rồi. Chú kể rồi cháu hãy quyết định. Quyết định cách nào tốt nhất cho hai nhân vật trong chuyện của chúng ta nhé. Dạ. Ngày xưa. Xưa thật. Ai? Gì vậy? Con thích nghe chuyện cổ tích à? Ê, chú đang kể chuyện cổ tích về... Không, về Romeo Juliet á. Thì chuyện cổ tích về Romeo Juliet. Con đừng có khóc như vậy, chú kể không được. Nghe không? Nghe chú kể nè. Chuyện ngày xưa. Xưa thật là xưa. Có hai dòng họ nọ, giàu có và quyền thế như nhau. Hai gia đình sống rất hòa thuận và vui vẻ. Sau đó gia đình bên đây sanh con trai, gia đình bên đây sanh con gái. Hai đứa trẻ lớn lên được sự tán thành của gia đình. Hai đứa trẻ ấy yêu nhau và họ đi đến một mối tình. Chuyện là như vậy này cháu. Yeah, sao chú? Để chú kể cháu nghe. Em có biết không, tình yêu của em bây giờ đang làm cho anh rất là hạnh phúc. Gặp em được 5 phút thôi, anh cảm thấy như một bầu trời đầy sao. Vắng em, anh không biết mình phải làm gì. Có em anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại sao vậy anh? Tại vì vắng em anh cảm thấy hạnh phúc. Tại sao vậy anh? Nhà văn viết có chừng đó thôi, anh cũng không biết tại sao nữa. Tới đoạn đó tự nhiên nó ngưng ngang vậy đó. Thế à? Tại sao lại như vậy? Thì anh nói rồi. Tại sao vậy? Em còn câu nào có duyên hơn chữ tại sao không? Hết rồi. Nhà văn người ta cũng tạo ra em tới đó thôi. Em phải ngây thơ, ngơ ngác, lúc nào cũng hỏi tại sao vậy anh? Tại sao vậy anh? Tại sao vậy anh? Mặc dù mấy chuyện đó em biết hết á. Em là quỷ ma mà nhà văn viết tới đó à, phải giả nai. Tại sao vậy anh? Tại sao vậy anh? Tại sao vậy anh? Vậy anh quyết định như vậy. Quyết định sao? Bao nhiêu chuyện mình đáng nói mình đã nói hết rồi. Dạ. Lần sau mình gặp nhau cũng chỉ một chữ tại sao. Cũng có gì để nói. Thôi bây giờ anh quyết định như vậy nha. Quyết định sao? Em có đồng ý lấy anh, có đồng ý lấy anh làm chồng không? Em có đồng ý làm vợ anh không? Chứ giờ em với anh gặp nhau để làm gì? Nói đại cho rồi ấy. Em đồng ý lấy anh. Yeah. Được sự kết hợp của đến tạo hóa giữa nam và nữ, hôm nay trước mặt đông người, tôi xin hỏi Ano có đồng ý lấy chị S làm vợ hay không? Dạ đồng ý. Còn cô S có đồng ý lấy Ano làm chồng hay không? Đồng ý. Và bây giờ xin mời Tân Lan và Tân Gia Nhân trao nhẫn cho nhau. Vợ chồng chính thức kể từ đây. Xin mời đôi Tân Lan và Tân Gia Nhân rót rượu. Chào
bật nắp tiger trúng lăng cô sơ, bật nắp champagne trúng ngay con mắt. Alo, bắt kèo dưới hả? Ồn quá, con vợ tao nó đang rửa chén nó ồn quá đi. Ừ, nghe là tao đi ba chầu chai. Ừ, chạy đi nha, ồn quá. Bye bye. Ừ, tôi nha, rửa chén quét nhà dọn dẹp cho con cái còn anh á, coi báo cá rửa banh nhậu nhẹt đi thâu lên xuất sáng, anh biết là coi hết được à? Tại sao coi hết được hả? À, cô là vợ thì cô phải biết làm những cái điều đó chứ. Vợ chứ phải nói đậu. Là tôi biết cô là làm vợ tôi rồi. Là tại vì sao? Gia đình tôi á cho của hồi môn nhiều. Cái nhà này ai cho? Nhà cũng cho. Cái nhà hàng ai cho? Nhà hàng cũng nhà tôi cho. Bây giờ gia đình tôi cho hồi nhiều của hơn, tôi phải ngồi tôi hưởng chứ không lẽ bắt tôi làm hả? Anh không được nói gì nghe chưa? Sao được? Anh vừa phải là cô có làm chuyện nhà nữa. Tôi nói cho anh biết, ngày xưa anh không có nói với tôi vậy. Anh với tôi là ý nghĩa cả cuộc đời của anh chứ phải của cải. Bây giờ tôi cũng đâu có phải phủ nhận điều đó đâu hả? Bây giờ cô vẫn có ý nghĩa trong cái nhà này đó. Bây giờ không có cô đó là ai coi con cái đây hả? Không có cô ai nấu cơm cho tôi đây, không có cô ai giặt giũ quần áo cho tôi đây, không có cô ai coi nhà cho tôi đi chơi đây. Nói chung cô rất có ý nghĩa trong cái gia đình này, tôi khẳng định. Nè nè nè, anh không nói vậy nha, tôi phải ở đỡ của anh nha. Anh phải phụ việc tôi chứ. Không thích. Không thích hả? Ờ. Anh đừng có nói vậy. Anh nói ngày xưa tôi chỉ cần đi ngang cuộc đời anh thôi, nghe là cả một cái vầng trăng sáng soi cuộc đời của anh. Nói chuyện xí mấn vậy mà cũng nói được. Xí mấn thì vầng trăng hả? Vầng trăng soi sáng là ngày xưa hai đứa yêu nhau là hẹn nhau ngoài bờ ngoài bụi thăm. Lúc đó trăng nó chiếu xuống cái áo của cô không, tôi mới thấy cái áo nó vô cùng ý nghĩa. Còn bây giờ vô nhà nó có điện đâu, đâu có cần tới trăng đâu hả? Anh nói vậy được. Ngày xưa nói sao giờ nói ngược ngạo hả? Nói sao gì? Ngày xưa nói tôi là anh chỉ cần gặp tôi 5 phút trong một ngày thôi là anh hạnh phúc rồi. Bây giờ tôi cũng vậy thôi, bây giờ chỉ cần gặp cô 5 phút trong một ngày là cảm thấy hạnh phúc. Bước qua phút thứ 6 là thấy mệt mỏi rồi. Anh cái gì? Anh độc ác. Cô xí mứng. Anh ích kỷ. Cô tầm bậy. Nhớ hả? Keo kẹt. Đi lắm. Gì? Ôi. Ai vậy? Ai đâu? Đi chú này, chú. Ủa? Chú? Ủa? Trời ơi, may quá chú vô đây, chú ngồi cũng tức quá à. Cái chuyện gì? Chú xử ông này giùm con coi, ổng ăn hiếp con à. Trời ơi, chuyện người lớn chưa xử xong tới chuyện này nữa. Chuyện người lớn là chuyện gì? Chuyện bên gia đình cậu Ô nè. Gia đình cậu Ô nói làm đám cưới trả cậu Ô cho cô là coi như là làm khổ đời cậu Ô. Đúng rồi, gì nữa? Còn gia đình của cô Ét nói đám cưới mà đưa cô Ét sống với cậu Ô là coi như làm hại đời cô Ét. Cái chuyện đó ai cũng biết rồi. Đó, thì giờ hai gia đình giờ gây lộn nháo bển kìa. Nói vụ mà của hồi môn phân chia thì không đồng đều, bên cho nhiều bên cho ít. Bây giờ bên nhà của cô Ét là đòi lấy của hồi môn lại, rồi làm cho cậu Ô nghèo. Cậu Ô nghèo, cậu Ô phải đi đập xích lô. Ờ, còn dù bên gia đình cô Ô nói đó, cô gia đình cô Ô nói là lấy của hồi môn của cậu Ô lại cho cô Ét nghèo, cô Ét đi bắn tét luôn đó. Vậy chứ bà vừa rồi giờ hai đình cây lộn quánh lộn tá lả nhã ngoại luôn. Dạ, nó lộn nó quánh lộn luôn. Kệ, để cho quánh đi, chú ra chú xuống quánh rồi chết hết đi. Trời, để chi, để khỏi mất công gì. Người nào người nọ này đi ăn rồi đi mét nhau, hết có chuyện gì đi mét, tôi kệ đi, cho dứt tình đạn nghĩa đi cho anh nói vậy nghe được hả? Bà nói vậy sao? Anh nói kỳ cục hả? Bà nói kỳ á. Anh gia đình anh làm đây kỳ á. Bà mới kỳ á. Tôi chịu anh nó nổi rồi. Tôi chịu anh nó nổi. Tôi chịu anh nó nổi. Thôi 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 thôi. Giờ vậy mới ý muốn làm sao nè. Lấy vậy. Rồi thằng đạp sức lôn nhỏ bán bánh tét luôn. Thế là từ hai dòng họ thân thiết với nhau, bây giờ họ trở thành thù địch với nhau suốt đời. Và Romeo và Juliet, hai người phải chia tay nhau. Mỗi người có một cách sống riêng của họ. Ủa, sao không phản ứng vậy vậy? Buồn. Buồn quá. Đúng rồi. Chuyện này còn buồn hơn chuyện cổ tích nữa. Cái chuyện này là chuyện cổ tích thời đại mà. Bây giờ cháu có ý định là thay đổi cuộc sống của họ hay không? Rảnh lắm hả? Cái gì? Không biết làm gì hả? Ở công sửa chuyện ta làm gì? Chuyện tình Romeo Juliet cả thế giới này người ta công nhận là chuyện tình lãng mạn và hay nhất rồi. Ở công lắm sửa tầm bậy tầm bạ. Sửa Romeo Juliet y như chó với mèo à. Dẹp đi. Không biết coi chuyện hả? Ra đây. Có sửa gì nữa nghe chưa? Để y vậy đi. Ở không quá. Trời, nhỏ điên hay tỉnh vậy? Nhìn người tỉnh mới biết mình điên, còn nhìn người điên mới biết mình tỉnh.
thực sự ra mình đang tỉnh hay đang điên.